10 dấu hiệu cảnh báo cơ thể bị độc tố tấn công, hãy nhanh thải độc ngay. Cơ thể chúng ta phải tiếp xúc với nhiều chất độc trong cuộc sống hàng ngày. Khi độc tố vượt ngưỡng, sẽ xuất hiện những vấn đề bất thường. Đây là 10 dấu hiệu bạn nên biết để xử lý. Các độc tố có mặt ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta, có thể là trong không khí chúng ta hít thở, nước chúng ta uống hoặc thực phẩm chúng ta ăn. Ngay cả điện thoại thông minh yêu thích của bạn cũng là dụng cụ luôn trong trạng thái bẩn, có đủ vi khuẩn để khiến bạn có thể bị bệnh nặng. Trong cơ thể chúng ta cũng vậy, nếu chất độc đạt đến ngưỡng dư thừa, bạn có thể bị bệnh nặng. Để giúp bạn nhận ra rằng đã đến lúc phải thải độc, Cuộc Sống Hạnh Phúc xin chia sẻ một danh sách các triệu chứng cho thấy tình trạng quá tải độc tố trong cơ thể bạn. 10 dấu hiệu cho thấy cơ thể đã quá tải độc tố cần phải xử lý ngay. Thứ nhất, táo bón. Khi chúng ta ăn thức ăn, cũng vô tình tiêu thụ rất nhiều hóa chất đi kèm, chẳng hạn như chất bảo quản, chất tạo màu và hương liệu nhân tạo. Ruột được giao nhiệm vụ tiêu hóa cũng phải đối mặt với sự độc hại của các chất độc này trong thức ăn hàng ngày, dẫn đến khả năng bị đau dạ dày và táo bón. Lời khuyên mà chúng ta cần ghi nhớ là ăn thực phẩm hữu cơ, hạn chế uống rượu và uống nhiều nước sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. Thứ hai, đầu óc quay cuồng. Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng lâng lâng và không thể tập trung ngay cả vào buổi sáng sau khi ngủ ngon, các độc tố có hại có thể là nguyên nhân gây rối đầu óc. Những chất độc này gây ra một loạt các phản ứng làm khô các vitamin và khoáng chất thiết yếu mà cơ thể cần để hoạt động. Nó tương tự như những gì xảy ra khi bạn đổ dầu vào xe. Xe dùng hết dầu sẽ cần phải tra dầu, độc tố quá nhiều sẽ phải thải loại gấp. Thứ ba, cơ thể bốc mùi. Bạn đã tắm vào buổi sáng, khử mùi cơ thể rồi, nhưng khi đến nơi công cộng, mọi người vẫn phải co giật mũi khi bạn đến gần họ. Lúc này, hãy nhớ rằng độc tố có thể khiến bạn bốc mùi. Những chất độc này khi được tiêu hóa sẽ tạo ra khí và mùi khi thoát ra ngoài thông qua các lỗ chân lông trên cơ thể. Vì vậy, khi cơ thể bốc mùi nhiều hơn bình thường, thậm chí bạn còn xì hơi ra mùi khó chịu, thì hãy nhanh chóng kiểm tra tình trạng nhiễm độc của mình. Thứ tư, khó chịu vùng khớp và cơ bắp. Nếu bạn không thúc ép bản thân tại phòng tập thể dục hoặc thực hiện một số công việc gây mệt mỏi về thể chất, nhưng bạn vẫn bị đau cơ và khớp, thì độc tố tích tụ có thể là lý do liên quan. Đau nhức cơ thể là những chỉ số mà bạn có thể không kiểm soát được tình trạng viêm trong cơ thể. Vì vậy, nếu bạn không có lý do nào khác gây ra các chứng viêm, hãy thử thải độc một cách nghiêm túc. Thứ năm, những nhược điểm mới xuất hiện trên da. Da là cơ quan lớn nhất trong cơ thể chúng ta và thường xuyên bị ô nhiễm từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài ra, các sản phẩm như dầu gội, dầu xả, xà phòng và sữa tắm mà chúng ta sử dụng có thể chứa hóa chất độc hại. Tiếp xúc với nhiều hóa chất độc hại có thể dẫn đến các triệu chứng như mụn chân cá, phát ban và bệnh chàm hay những tổn thương khó chịu trên làn da của mình. Thứ 6. Cảm giác khó ngủ. Một mặt, sự tích tụ độc tố khiến bạn cảm thấy mệt mỏi kiệt sức, và mặt khác, làm cho nhiều vấn đề sức khỏe trở nên tồi tệ hơn, thậm chí có thể làm hỏng giấc ngủ của bạn. Lượng chất độc cao trong cơ thể có thể khiến mức độ của hormone cortisol bị kiểm soát, khiến cho giấc ngủ bị ảnh hưởng, do đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến bạn. Nếu bị mất ngủ, có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng gần đây có vẻ khó ngủ, mất ngủ hay trằn trọc mà chưa rõ lý do, hãy cân nhắc thực hiện việc thải độc. Thứ 7. Tăng cân. Mặc dù tất cả các bài tập luyện tuyệt vời mà bạn đang làm tại phòng tập thể dục vẫn diễn ra đều, nhưng vẫn tiếp tục tăng cân thì có thể có vấn đề gì đó với hormone của bạn. Chất độc có thể ảnh hưởng sâu đến mức độ của một số hormone trong cơ thể. Trong trường hợp này, nên chuyển sang chế độ ăn uống hữu cơ lành mạnh
và thải độc triệt để sẽ giúp ích cho bạn duy trì lại mức cân nặng hợp lý. Thứ 8. Hơi thở có mùi khó chịu. Hiện tượng này xảy ra khi hệ thống tiêu hóa của bạn phải vật lộn để tiêu hóa tất cả những gì bạn ăn. Nhưng vấn đề tiêu hóa cũng có thể xảy ra khi gan của bạn phải chiến đấu để làm sạch tất cả các độc tố đã tích lũy. Thải độc là cách duy nhất để bạn giải quyết vấn đề này. Thứ 9. Móng chân dê gáy và trông xấu xí. Trọng lực sẽ kéo các độc tố xuống cơ thể của bạn và móng chân của bạn có thể là nơi phải chịu đựng. Các ngón chân của chúng ta trong phần lớn thời gian phải ở trong tất và dày tối màu, một hệ sinh thái mà nấm rất yêu thích. Độc tố sẽ kết hợp với môi trường ẩm tối ở chân để làm cho móng chân trở thành điểm nóng cho nấm phát triển. Trong khi chờ sử dụng các loại dược phẩm theo ta để đối phó với những chiếc móng chân có vấn đề, việc điều trị từ bên trong bằng cách thải độc là cách toàn diện mà bạn nên làm. Thứ 10. Rụng tóc nhiều hơn. Rụng tóc không hoàn toàn là triệu chứng của tình trạng quá tải chất độc hại gây ra bởi các độc tố hàng ngày lên cơ thể bạn, mà còn có nhiều nguyên nhân khác nhau. Một khi bạn cảm thấy bị rụng tóc quá nhiều, rất nên đi khám để biết tình hình cụ thể. Cũng có thể liên quan đến nhiều chất độc hại hơn như arsen, chì và trong số những chất khác, thậm chí có thể gây chết người. Cách thải độc. Nếu bạn thấy mình gặp phải một hoặc nhiều điều được mô tả ở trên, tiến hành thải độc có thể là một ý tưởng hay. Trong khi chờ tìm kiếm những quy trình thải độc phức tạp hơn, hãy thực hiện một số thay đổi trong lối sống đơn giản sau đây. Uống nhiều nước, nó giúp loại bỏ độc tố. Chất độc sẽ gây hại cho gan, để giữ cho gan chắc khỏe, hay uống trà bổ công anh hoặc thêm rau mùi vào bữa ăn của bạn. Thực hành yoga, nó cải thiện lưu thông các hệ thống trong cơ thể và giúp loại bỏ độc tố. Đánh răng vào buổi tối sau bữa ăn tối và đừng quên sử dụng dụng cụ cạo lưới. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.